Nào các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng comment chữ sẵn sàng nào để ta đi vào bài học ngày hôm nay nào. Ta sẽ đi vào phần giao thoa sóng cơ học nào. Ok. Ok, thầy cũng sẵn sàng đây. Nào, chúng ta sẽ đi vào phần giao thoa sóng cơ học nhé. Thì ở lớp Live VIP thì các bạn đã được học phần lý thuyết rồi. Trông mình cũng sẵn sàng. Phần này ấy, ở phần lớp Live VIP thì các bạn đã được học dạng 1 rồi. Tuy nhiên một số câu của cập nhật của đề năm 2021 ấy, thầy chưa cập nhật. Hôm nay thầy mới cập nhật cho các bạn. Thấy chưa? Thầy mới cập nhật cho các bạn. Thế thì bây giờ ta cùng chiến đấu luôn nhé. Ở phần nào cần kiến thức cần nhớ hoặc là cần phương pháp giải thì thầy sẽ nói. Được chưa? Phần đường tròn là tự học để làm hả? À không các bạn, đây phần đường tròn đây này, phần đường tròn đây này, phần đường tròn đây này, ba nhỏ, hai nhỏ, ba nhỏ là số đường cực đại cực tiểu trên đường vuông góc. Phần đường tròn là dạng này. Đấy. Hôm nay học mấy tiếng cũng được, nhưng mà ta phải xong cái này. Không phải tự học đâu, các em được học, được làm hết. Nào, cùng comment đáp án nào. Câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1. Câu hỏi số 1 nào các em. Cùng chiến đấu luôn. Những câu dễ thì ta sẽ làm, cố gắng làm nhanh nhá. Đề này là có 50 câu cơ, nếu mà làm chắc phải mất tầm 2 tiếng, hơn 2 tiếng nếu mà làm nhanh ấy. Còn không mất tầm 2 tiếng rưỡi. Đấy, làm hết cỡ, hết sức ấy. Còn không thì chắc là phải để lại một số phần. 1C, chỉ đại 1C. Bạn khác nào? Ở phần giao thoa các bạn chú ý này. Ở cực tiểu giao thoa thì sẽ là D2 chia D1. Đấy. Bằng K cộng 0,5 nhân lambda. Đấy, đây gọi là phần cực tiểu giao thoa. Đây là phần cực tiểu giao thoa. Các bạn sẽ có là chữ phẩy năm bán nguyên lần. Bán nguyên lần nhé. Thế còn trường hợp là gì ạ? Cực đại giao thoa thì sẽ là gì? Đây là cực tiểu này. Cực đại sẽ là thế này. Bút đều. D2 chia D1 sẽ bằng K lambda. Đấy. Như vậy, các bạn chú ý này. Riêng ở phần này ý, thì cực tiểu giao thoa chắc chắn là đáp án C rồi, không thể khác biệt được, đúng không? Đáp án C, chọn ngay C đó. Nhá. Bút khá nhiều nhưng mà là bị đều. Chắc là phải đổi bút khác nữa. Nhá, câu hỏi số 2 nào. Đây là câu trích trong đề thi thử của chuyên Long An năm 2021. Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng với hai nguồn đồng bộ dao động theo phương thẳng đứng với tần số 25 Hz, người ta đo được khoảng cách giữa hai cực đại giao thoa ở kề nhau nối hai nguồn là 1,6 cm, hỏi tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng. Thì các bạn chú ý cái này cho thầy là những bạn mà chưa được học thì các bạn chú ý này, khoảng cách giữa hai cực đại liên tiếp chính là từ biên dương đến biên âm chẳng hạn, được gọi là hai cực đại liên tiếp, được chưa các em? Thì cách nhau một khoảng là nửa bước sóng. Các bạn cứ nhớ cái này cho thầy này, là một chu kỳ thì nó đi được một bước sóng, thì nửa chu kỳ đi được nửa bước sóng. Đấy, từ biên dương đến biên âm được gọi là nửa chu kỳ, thế có là d bằng lambda trên 2 sẽ bằng 1,6. Từ đó ta tính lambda được bằng 3,2 cm. Khi có lambda rồi, bây giờ ta sẽ tính v bằng lambda nhân f. Chúng ta lấy 3,2 nhân với cả 25. Đấy, 3,2 nhân 25 và sẽ bằng là 80 cm/s. Đấy. 80 cm/s thì cái này đổi bằng 0,8 m/s. Và chúng ta xong được đáp án của câu 2, chính là đáp án D. Ok chưa? D. Rồi, các bạn đều chính xác cả. 2D. 1C 2D.
Để được tối một tí để quang có thể nhìn được chữ 50. Thôi để tối một tí này nhé, để các bạn nhìn rõ hơn. Rồi ok 2D. Là câu hỏi số 3. Câu hỏi số 3, cố gắng tối nay thì mới xong được cái bài này. Câu hỏi số 3. Nào, đây đề quốc gia 2018 rồi, nhìn là ra đáp án luôn. Chúng ta nói là gì ạ? Khoảng cách hai cực đại liên tiếp, nào cứ cực đại thì cách nhau khoảng là lambda trên 2. Cực tiểu đến cực tiểu cũng lambda trên 2. Cực đại đến cực tiểu thì cách nhau khoảng lambda trên 4. Đấy. Thế thì đề bài cho là gì ạ? Trong thí nghiệm giao thoa ở mặt nước, hai nguồn kết hợp tại đặt tại hai điểm AB di động cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên đoạn thẳng AB khoảng cách giữa hai cực tiểu giao thoa liên tiếp là 0,5. Như vậy hai cực tiểu đến cực tiểu, các bạn nhìn thấy cách nhau khoảng lambda trên 2 đây. Lambda trên 2 đây. Lambda trên 2 sẽ bằng là 0,5. Như vậy đề bài hỏi là bước sóng chính là hỏi lambda. Như vậy lambda trên 2 bằng 0,5, như vậy lambda bằng 1. Rồi, các bạn chọn đáp án A để chính xác cả. Rồi, Châu Minh cũng ra 3A. Quốc Trung 3A. À, Nguyễn Minh Đức em comment một lần nữa, người ta nhìn thấy nhá, không tên block. Câu 4. Nào câu 4 nào. Nào, biết bước sóng bằng 20. Các bạn nhìn lại bước sóng bằng 20. Nếu điểm M nằm trên đường cực tiểu giao thoa thì hiệu đứng đi từ hai nguồn đến M có thể nhận giá trị quên, câu 4 rồi nhỉ? Câu 4 rồi nhỉ? Nhầm. À, bước sóng là 2, như vậy là khoảng cách giữa hai cực tiểu giao thoa liên tiếp là lambda trên 2, đúng nhỉ? Lambda trên 2. Nào. Câu 4 sao là D được? Chí Đại chết rồi, Chí Đại mất câu à? Nào, khoảng cách giữa hai cực tiểu giao thoa liên tiếp mà. D bằng lambda trên 2 mà. Lambda bằng 2, 2 trên 2 được 1 cm. Như vậy là 4 phải là gì ạ? 4 phải A. 4 phải A nhé. Câu 5 này. Các bạn cố gắng lấy lại phong độ đi, bởi vì các bạn mà không lấy lại phong độ thời điểm này học xong phần sau khó là không biết làm nào được. Nên cái chính ở đây là các bạn phải làm rất là nhiều để các bạn mới lấy lại được phong độ của mình. 5A. Anh Quân 5A, Quốc Trung 4A. Nào câu 5 nào. À, thí nghiệm giao thoa trên mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp cùng pha. Bước sóng bằng 20, như vậy ta có lambda bằng 20 này. Biết nếu điểm M nằm trên đường cực tiểu giao thoa thì hiệu đứng đi từ hai nguồn đến M. Nếu hai nguồn cùng pha với các bạn chú ý này, cực tiểu thì sẽ là D2 trừ D1 bằng K cộng 0,5 nhân lambda. Đấy, như vậy. Thế thì cái hiệu đường đi D2 trừ D1, đây gọi là hiệu đường đi này. Các bạn chú ý đây gọi là hiệu đường đi. Thế thì D2 trừ D1 sẽ bằng một giá trị nào đó. Ở đây K nó là bận nhận là bằng cộng trừ 0, 0 cộng trừ 1, cộng trừ 2, cộng trừ 3, vân vân. Nào, bây giờ ta thử thôi. Đúng nhỉ? Nó phải thỏa mãn điều kiện là ở đây nhìn này. Nếu trường hợp K bằng 0 thì 0,5 nhân lambda là 10. Như mà 1 là 1,5 nhân với cả 20 là 30. 2,5. Đây này, nếu mà K bằng 2 nhá, K bằng 2 đây. 2 cộng 0,5 là 2,5 nhân với cả lambda là nhân 20. Thì sẽ là 2 cộng 0,5 là 2,5 nhân 20 là 50, đúng nhỉ? Như vậy ta chọn được đáp án A. Xin chào đây là Dương Thị Thanh đấy. Giờ nó thế vào đấy. Ok, câu 5 đáp án A nhá. Câu hỏi số 6 nào. Câu hỏi số 6 nào. Sáu game. Okay, chào Dương Thị Thanh. Đấy, nhất là comment nó tử tế như vậy, nhưng nhìn nó còn lịch sự, comment kiểu không giấu, vội vàng.
hấp tấp. Nào câu hỏi số 6 nào, trích đề thi thử của chuyên Hạ Long Quảng Ninh 2021. Trong một thí nghiệm giao thoa với hai nguồn đồng bộ phát sóng kết hợp có bức sóng là lambda bằng 2. Trong vùng giao thoa M là điểm cách S1, S2 lần lượt là 5 và 17. Thì đây chính là cách S1 chính là D1, cách S2 chính là D2 bằng 17. Giữa M và đường trung trực của S1, S2 có số phân giao thoa cực tiểu là. Thế thì để xác định nó là số phân giao thoa cực tiểu thì ta xem M nó là gì ạ? M nó là một cái cực đại hay cực tiểu bao nhiêu đó? Các bạn có là nào, ta có là P thì đặt là P đúng không nhỉ? D2 trừ D1 phần lambda. Nếu trường hợp P nguyên thì P P nào, P bằng K mà là số nguyên ấy thì đây là một cái cực đại, bởi vì hai nguồn là hai nguồn. Hai nguồn kết hợp, hai nguồn cùng pha. Tức là nếu P bằng K,5 đúng chưa? 0,5 một giá trị 0,5 nào đó thì đấy là gì ạ? Kết luận đây là một cái cực tiểu. Đúng chưa? Thế giờ ta tìm P nào. Trong trường này P là bằng này. Lấy 10 17 trừ 5 chia lambda chia 2 thì đây là 17 trừ 5 là 12, 12 chia 2 là được 6. Như vậy M thuộc cực đại bậc 6. Vì nó nguyên nên nó thuộc cực đại bậc 6. Như vậy đề bài hỏi là giữa M và trung trực S1 S2 có số phân giao thoa cực tiểu. Thì ta làm như thế nào? Các bạn biết là xen giữa một cái cực đại đây này, ở trung trực nó là một cái cực cực đại nhá, vì hai nguồn cùng pha. Thì M nằm ở cực đại bậc 6, như vậy giữa nó có 5 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 5 thằng như này, nó nằm ở thằng thứ 6. Đấy. Đây điểm M nằm ở đây này. Điểm M nằm ở đây. Được chưa các bạn? Điểm M nằm ở đây. Các bạn sẽ nhìn rõ ràng này. Giữa hai cực đại liên tiếp sẽ có một cái cực tiểu. 1 cực tiểu, 2 cực tiểu, 3 cực tiểu, 4 cực tiểu, 5 cực tiểu và 6 cực tiểu. Như vậy cứ nhớ là gì ạ? M nằm ở cực đại bậc mấy thì giữa nó sẽ xen giữa nó sẽ có số cực tiểu tương ứng. Thì ở đây ta chọn đáp án là B. Đấy, 6B. Các bạn chọn 6B đều đúng. Được chưa? Rồi câu hỏi số 7. Câu hỏi số 7 trích trong đề chuyên Thái Bình 2021. Thì chỉnh sáng đấy sao cảm giác nó cứ bị mờ mờ. Bảy A. Chí Đại 7A, Gia Vương 7A, Ngọc Hân có thấy học nhỉ? Các bạn ơi, các bạn chia sẻ về nhóm mét cho lớp mình vào học đấy. Ở mặt chất lỏng 2 điểm S1, S2 có hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng phát ra hai sóng kết hợp có bức sóng là 1cm. Đây 1cm nhỉ? Nó là 1cm. Ok chưa? Trong vùng giao thoa M là điểm cách S1, S2 lần lượt là 9 và 12. Đấy, như vậy ta có là P là P bằng bao nhiêu ạ? Để xem M nó là cực đại cực tiểu, ta có là P bằng này, D2 trừ D1 chia lambda bằng 9, à bằng 12 trừ 9, 12 trừ 9 chia cho 1 bằng 3. Như vậy giữa P, P nó nằm cực đại bậc 3, như vậy là suy ra M thuộc cực đại bậc bậc 3. Ok chưa? Như vậy giữa M và trung trực S1, S2 có số phân giao thoa cực tiểu sẽ là bao nhiêu ạ? Thỏa mãn điều kiện 3 luôn. Ok, các bạn chọn A đều chính xác cả. Câu hỏi số 8. Câu hỏi số 8. Câu hỏi số 8. Nào, có bài tiếp đoán nào. Anh Quân 8A.
Chí Đại 8A, Quốc Trung 8A. Nào, ở mặt chất lỏng, hai điểm F1 và F2 có hai nguồn dao động cùng pha trong phương thẳng đứng. Đây, phát ra trong kết hợp bức sóng là 2,5. Trong vùng giao thoa M là điểm cách F1, F2 lần lượt là 9 và D. M thuộc vân giao thoa cực đại, khi D nhận giá trị nào sau đây? Thì các bạn có này. Khi hai nguồn dao động cùng pha, nhìn kỹ chữ cùng pha này, thì các bạn được là D2 trừ D, D1. D2 là bao nhiêu ạ? D2 là D trừ cho 9. Đấy, bằng K lambda. Đúng chưa? K lambda. Với lambda của tao bằng mấy? À, 2,5 lambda, 2,5 K. Đúng chưa? Như vậy M thuộc cực đại khi D của ta thỏa mãn nó là giá trị dương. Để nó sau K, K một giá trị nào đó thỏa mãn điều kiện D thôi. D bằng 9 cộng với cả 2,5 K. Đúng chưa? Như này. Như này. Các bạn nhìn này, K bằng 1 thì 9 trừ cho 2,5, D không thể nguyên được. Đúng chưa? Thì không thể cực đại thỏa mãn điều kiện là K, K nó cũng nguyên được. K bằng 2 là 2,5 nhân với cả 2 là 5. 9 cộng 5 là 10, 14. Người xưa D thỏa mãn điều kiện luôn, bằng 14. Các bạn thử được nhá. Đây là 14. Như vậy thỏa mãn cái điều kiện là K nguyên. Chọn A luôn. Quốc Trung chính xác, Anh Quân chính xác, Chí Đại chính xác, Gia Vương chính xác, Tuần Hoàng chính xác, Tường Vi chính xác. Đấy, câu hỏi số 9. Phần giao thoa các bạn chịu khó học, chỉnh chu vào thầy nhá. Đây là các trường đề thi thử kiểu này. Nên là đề thi nó cũng kiểu như vậy thôi, các bạn chú ý cho thầy. Thành Dũng. Ok, cảm ơn em. Thành Dũng. Câu 9 ạ. Quân 9A, Thành Dũng 9A. Nó viết ở đây. Nào. Câu 9 à. Ở mặt chất lỏng hai điểm AB có hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. M là điểm thuộc mặt chất lỏng nằm trên đoạn đường thẳng AX vuông góc với AB. Biết MA bằng AB. Biết phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có 3 cực tiểu giao thoa. Số cực tiểu giao thoa trên đoạn thẳng MB là bao nhiêu? Đấy, câu này. Câu này là đề trường chuyên cho nên là nó đánh giá là khá là khó. Khá là khó. Nếu mà những bạn mà mới bắt đầu tư duy kiểu bài này thì chắc chắn là chúng ta sẽ thấy khó. Một số bạn vào học phần giao thoa chắc chắn là phần này các bạn sẽ cảm giác kiểu nó hơi căng. Nhưng mà chấp nhận thôi, vì giao thoa là cái phần mà đánh giá là nó cần các bạn phải tư duy chịu khó tư duy hẳn ra. Nếu mà không tư duy được phần này thì vứt chắc chắn. Không bao giờ ước mơ được tầm trên 8 điểm lý em ạ. Nên cố gắng. Đây. MA bằng MB à? MA bằng AB à? MA bằng AB như vậy nó tạo thành một cái tam giác vùng cần. Đấy. Thì cứ vẽ chậm thôi. À, dễ hiểu nhá. Đây, điểm M đây. Trên UX nhá. M là điểm này. Đây điểm A, đây điểm B. MA và B hai đoạn này bằng nhau. Để cho các em. Đấy thì vẽ rõ ràng như vậy. Tiếp nhá. Gì nữa nhỉ? Biết phần tử chất lỏng tại M, tại điểm M này dao động với biên độ cực đại. M dao động biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB, đấy, giữa M và đường trung trực của AB có 3 cực tiểu giao thoa. M và trung trực AB, đây trung trực ở đâu? Chúng ta vẽ thế này. Đấy, đấy trung trực đây. Hai nguồn này hai nguồn kết hợp cùng pha cho nên đúng với K bằng 0. Giữa M và trung trực AB có 3 cực tiểu giao thoa như vậy suy ra M N, M thuộc M thuộc cực đại bậc mấy ạ? Đây này. M dao động biên độ cực đại như vậy M thuộc cực đại bậc bạn.
đúng chưa? M thuộc cực đại bậc 3. Như vậy ta được ngay này. Các bạn biết M thuộc cực đại bậc 3 thì ta có là gì ạ? D2 chia đi 1. Nào các bạn nhìn thấy cạnh này này, cạnh này là AB thì đặt nó là cạnh là A đi. À đặt nó là x đi. Đặt cạnh này là x. Thì cạnh này cũng phải là x bởi vì đây là tam giác vuông cân mà, đúng chưa? Các bạn nhìn thấy đây là tam giác vuông cân đúng không? Thì cạnh này sẽ phải là x căn 2. Cái cạnh MB này bằng x căn 2. Thì nhắc lại này. Thì nhắc lại này. Đề bài bảo giữa M và trung trực AB có 3 cực tiểu giao thoa, M nó là cực đại thì M hiển nhiên nó phải cực đại bậc 3. Chúng ta vừa làm những câu trên rồi. Tiếp theo là nó không cho AB bằng bao nhiêu cả, nhưng mà nó cho là gì ạ? MA bằng MB, như vậy đây là một cái tam giác vuông cân. Hai cạnh bên của tam giác vuông phải bằng nhau thì cạnh huyền sẽ bằng là x. Thì đặt cạnh góc vuông là x thì cạnh này sẽ là x căn 2. Hiểu không ạ? Như vậy ta được ngay này. D2 chia D1 bằng 3 lambda. Đúng chưa? 3 lambda. Như vậy D2 chia D1 tương đương này, x căn 2 trừ cho x bằng 3 lambda. Đúng chưa? Đấy, chúng ta chưa biết lambda bằng bao nhiêu cả. Công nhận không nào? Bây giờ ta mới suy ra lambda nào. Lambda sẽ bằng là x căn 2 trừ x trên 3. Ta gọi đây là dấu sao đi. Đúng chưa? Thế thì bây giờ tìm số cực tiểu giao thoa trên đoạn MB. Trên đoạn MB này. MB này thì có. Thực ra bài này nên ném ở phần dạng 2. Tìm số cực tiểu cực đại thì hợp lý hơn, đúng không nhỉ? Đấy. Thì cách của ta làm như sau. Ta lấy D min, D1 trên D2 min. Nhỏ bằng D1 trừ D2 thì dạy các bạn cái công thức huyền thoại này. Để các bạn không phải nhớ gì cả. Thực ra ở đây không lấy dấu bằng nữa nhỉ. Không lấy dấu bằng nữa ở chỗ này. Bởi vì là tính từ nguồn mà. Tính từ nguồn nhé. À, nhỏ bằng D1 trừ D2 max. Đấy các bạn có công thức này. Nào bây giờ ta chiếu lên cái đoạn MB nào. MB nào. Xem D1 min ở đâu nào. D1 là khoảng cách từ A đến. A đến nguồn. Bây giờ ta đảo chiều không? Đảo chiều không? Đảo chiều nhá. Thôi thầy cứ lấy đoạn này đi. Thầy cho D1 nằm ở đây đi. D1 nằm đây đi. Điểm M nằm tại đây này. Như vậy khi đó D1 min nó nằm tại đây nhá. Thời gian nằm ở đây cũng được. Nằm đây đi, cho nằm đây đi. Thì D1 tí nữa ta đảo đảo dấu là được nhá. D1 min, D1 nhỏ nhất. Khi nó di chuyển trên trên hai đoạn MB thôi. Các bạn hiểu là nó sẽ bằng D1 min bằng 0 này. Đúng nhỉ? Bằng 0 được không? Khi M nằm tại đây. Như vậy chỗ này không phải chỉ có AM thôi. Trừ cho D2 này, D2 sẽ là đoạn này. MB này. Đúng chưa? Nhỏ hơn. Ở đây là số cực tiểu nhưng mà nhỏ hơn DK cộng 0,5 nhân lambda. Nhỏ hơn bằng D1 max, max khi ở đây này. D1 max ở đây này. Sẽ là AB. Khi đó D2 sẽ là 0. Đúng chưa? Các bạn nhớ công thức này. Nhìn thấy có vẻ lâu thôi, không phải lâu đâu, làm tí là ra thôi. Nào AM, AM của ta đặt là x trừ x căn 2 chia lambda chứ 0,5 nhỏ hơn bằng k, nhỏ hơn hoặc bằng, à chỗ này không phải bằng đâu, chỗ này nhỏ hơn thôi, nhỏ hơn AB, AB chính là x, x phần lambda chứ 0,5 số cực tiểu mà, đúng chưa? Nào tiếp tục nào, tiếp tục nhá, nhìn này, à, thế này, ở đây lambda này, lambda thế trực tiếp đây. Các bạn có là x rút ra ngoài nhá, 1 trừ căn 2 phần lambda, lambda thế trực tiếp ở đây, rút x ra, căn 2 trừ x phần 3, phần 3 thì ném luôn 3 lên trên này, chứ 0,5, nhỏ hơn k, nhỏ hơn này, à, x phần lambda, x phần lambda, x là thằng này giữ nguyên, lambda của ta là x rút ra ngoài, sẽ là căn 2 trừ 1 nhân 3 vào đây. Phần 3 nữa ném 3 lên trên này chứ không phải 5. Nhìn có vẻ hơi khó nhỉ? Khó. Nào bây giờ các bạn triệt tiêu được cái thằng nào? Triệt tiêu được x thôi, đúng chưa? Bài này không nên ném vào cái câu này, chẳng qua là hôm nay thầy làm đề hơi muộn tí. Thì chỗ này là 1 trừ căn 2, căn 2 thì ta có thể rút trừ ra ngoài, chỗ này này. Để thằng này với thằng này triệt tiêu. Sẽ là trừ 3 chứ không phải 5. Nhỏ hơn k nhỏ hơn bằng x với x hết. 3 phần 3 phần căn 2 trừ 1
chứ 0,5. Sẽ bằng là 6,74. Nhiều đấy. Ok, 6,74 như thế này. Như vậy trừ 3 trừ 0,5 là trừ 3,5. Nhỏ hơn K, nhỏ hơn bằng 6,74. Nó đếm nào. Đếm là các bạn sẽ có này. À, trừ 3,5 đến đây. Là ta lấy là 6 trừ của trừ 3. Và cộng 1. Sẽ là có 11. 11. 11 điểm. Đấy. Như vậy bài này chúng ta sẽ chọn được đáp án là 11. Chọn D. Hơi khó nhỉ. Thế thì mở rộng một tí cho các bạn xem nhé. Đây câu 9 nhá. Sao ra 10 được? Đếm gì ra 10 được? Đếm gì ra 10 các em? Sao ra 10 thế? Thế điểm 0 không tính à? Sao 10 được? Điểm 0 không tính à? Mười cái gì nhỉ? Mà các bạn ra 10 nhỉ? Cộng sai chứ nào? À, đúng rồi, 10 điểm. Ok. Nhìn thấy rồi. Ok. Buồn cười nhỉ? Chắc cộng kiểu gì sai được. Cộng cái gì 6 cộng 3 bằng 11 nhỉ. Ôi rồi ôi, quả cộng đi vào lòng đất mới chưa. 6 cộng 3. Không sai đâu. Đúng hết rồi. Do thì cộng sai thôi, đây là đúng hết rồi. À, cười đây xem lại xem sai thế nào, sai đâu đâu thì sai chút cộng cái thôi. Thế thằng nào cười thầy sau làm giáo viên. Cộng cái gì 6 cộng 3 là bằng bằng 10 được, xong cộng 1 bằng 11. Ôi trời ơi. Trời ơi trời. Ok, câu 10. Câu 10. Thế là sử dụng đào tạo của tỉnh Hưng Yên. Vui nhỉ. Nào có 10 nào. Đề bài hỏi là tốc độ truyền sóng trên mặt nước. Thứ nhất ta có là trong thí nghiệm về giao thoa này, hai người kết hợp cùng pha tại A B dao động với tần số 40. Tại điểm M trên mặt nước cách A 19 và cách B 22, sóng có biên độ cực đại. Đấy, như vậy là gì ạ? Có làm ra chưa? Chưa có. Giữa M và đường trung trực của AB có 5 dãy cực đại khác. Như vậy M thuộc cực đại thứ mấy? Cực đại bằng mấy? Này các bạn. Nào giữa M và trung trực. Trung trực là bậc 0 rồi. Còn 5 cực đại nữa. Nhưng mà M thuộc cực đại bậc mấy? Có phải cực đại bậc? Bậc 6 ạ. Chia K bằng 6 không? Đúng chưa? Như vậy ta có này. D2 trừ D1 bằng K lambda. Chia 6 lambda. Suy ra lambda bằng, tương đương lambda bằng này. 22 trừ 19 là bằng 3, 3 trên 6 là bằng 0,5 cm. Đúng chưa? Hiểu các em không ạ? Hiểu không ạ?
Như vậy khi có lambda bằng 0,5 rồi thì ta tính V bằng lambda hẹp 0,5 nhân 40. Chắc chắn là ra 20. Đúng nhỉ? Ra mấy giây. Đấy. Rồi ok 10B. Lần này không nhân sai rồi. Chắc vừa rồi nghĩ gì trong đầu? Chết rồi. Dễ không ạ? Câu này dễ không ạ? Câu này mới nhìn qua thấy có vẻ khó nhưng mà khi mà làm rồi thấy thấy dễ đúng không? Ok. Câu cuối cùng của dạng 1 này. Câu cuối cùng dạng 1 này. Để ta chuyển sang dạng 2 này. chỉ đạn 11B mặt khác nào, đây là trích trong đề thi thử của trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn Vũng Tàu năm 2021, có em mới thi cách đây mấy tháng rồi. Các bạn nghe này, tại mặt chất lỏng có hai nguồn sóng S1 S2 dao động theo phương vuông góc với mặt chất lỏng với cùng phương trình, nếu mà cùng phương trình ý chỉ là hai nguồn này dao động cùng pha nhau đúng chưa? Rồi, nào bây giờ ta tính lambda nào. Lambda luôn nhá. Lambda V trên F. Ta lấy 80. Ta chia cho bao nhiêu ạ? 20. Bằng 4 cm. Đấy, như vậy. Được chưa? 4 nhá. Tiếp là làm tiếp thế nào nào. M là một điểm trên mặt chất lỏng cách S1, S2. Lần lượt là 12 và 10,5. Coi biên độ sóng truyền từ hai nguồn đến điểm M là không đổi. Phân tử chất lỏng tại M dao động với cực đại. À, phân tử chất lỏng thì chỉ là phân tử vật chất. Phân tử vật chất thì cực đại khi V max bằng công thức là gì ạ? Omega nhân A. A tại điểm M. Nhưng mà đây là giao thoa sóng chứ không phải là hai này. Các bạn nhân hai này các bạn toang rồi. Mà omega giữ nguyên. AM là bằng 2 nhân A nhân cos của pi D2 trừ D1. Được chưa? Phần lambda. Thế là chỗ này các bạn hiểu là nó là biên độ nó luôn dương chỗ này. Thầy chỉ đối này. Nhất vào nào. Omega là 40 pi nhân 2 nhân với cả 2 nhân cả cos của pi nhân 12 trừ cho 10,5 chia lambda chia 4. Nào. Nhân thầy cho đáp án là gì nào? Các bạn nhân đi ạ. Nhớ khi nhân thì các bạn để chế độ radian nhá, đừng để độ nhá. Nó phải hiện chữ R đây trên đầu á. Đây này. 40 pi này. Nhân cả 2 nhân với cả 2 nhân này, cos của này. Đấy, bằng 192,35. Là 192,36. Dễ không? Câu này dễ không? Câu này nếu mà không làm thì chắc là thấy khó. Đúng không? Câu này nếu không làm bao giờ thì thấy khó đúng không? Đúng không? Rồi, như vậy ta đã xong dạng 1. Dạng 2 dài lắm các bạn, dạng 2 khá là dài. Đây, chiếu cho các bạn xem dạng 2 trước nhé. Đây các bạn xem dạng 2 trước. Đấy, ta mới xong dạng 1 thôi. Đây dạng 2 đây. Dạng 2 gồm có loại 1 là số điểm nằm trên đoạn thẳng nối hai nguồn. Đấy. Có 12 đến câu 23. Làm xong nó sẽ rất là ngon. À, tiếp là hai nhỏ tìm số điểm, số đường dao động với biên độ cực đại cực tử trên đoạn thẳng. Đấy, hình vuông, hình vuông hoặc hình tam giác. Đấy. Dạng 3
là xác định số điểm cực đại cực tiểu trên đường thẳng vuông góc với hai nguồn. Dạng 4 là tìm số điểm dao động với cực đại cực tiểu trên đường bao. Đấy, chúng ta có 4 dạng như vậy là hết. Phần này có 47 câu thì ta mới xử lý được 11 câu thôi. Mới xử lý 11 câu thôi. Đấy, đây là phần này. Cố gắng nhá. Xem nào, nên đi thế nào các bạn? Bảo thầy nên đi như nào cho nó nhanh hết. Nên đi nào cho nhanh hết nhỉ? Nào. Xin chào Chính Phạm, Phạm Chính. Loại 1 à? Loại 1. Loại 1 luôn nhá. Số điểm nằm trên đoạn thẳng nối hai nguồn. Thế thì cái phương pháp giải của dạng toán này ấy, thì các bạn biết là số điểm cực đại cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn. Thì nếu trường hợp này hệ quả, các bạn có hệ quả này. Ở phần lớp live VIP thì thầy đã chứng minh cho các bạn rồi, nên ở phần này thầy chỉ đưa lại hệ quả thôi. Đó là khi hai nguồn cùng pha này, trường hợp thứ nhất cùng pha. Cùng pha. Thế số cực đại ta xét xác định là gì ạ? Trừ AB trên lambda nhỏ hơn bằng K nhỏ hơn bằng AB trên lambda. Hoặc chúng ta có thể dùng theo công thức là gì ạ? N bằng cái đoạn AB ấy, chia cho lambda nhân 2 cộng 1. Đấy. Thế còn số cực tiểu ta có là trừ AB trên lambda trừ 0,5 nhỏ hơn bằng K nhỏ hơn bằng AB trên lambda chứ không phải 5. Đấy. Thế còn số cực tiểu ở đây là n cực tiểu sẽ bằng n cực đại trừ 1. Đấy, các bạn có công thức này. Ok chưa? Đấy, hai công thức như vậy. Thế còn trường hợp ngược pha thì ngược lại. Đấy, chú ý, ngược pha thì người sẽ ngược lại. Đấy chính là số điểm cực đại cực tiểu trên đoạn thẳng nối hai nguồn. Khá là dễ nhớ thôi. Tức là khi ngược pha chênh nhau một góc pi ấy. Thế còn trường hợp nữa, một cái trường hợp mà thầy chưa dạy, đó là chênh nhau một góc nào đấy. Pi trên 3 làm thế nào? À, chênh nhau pi trên 3 thì các bạn thay vào cái biểu thức của biến độ nhé, để xác định nhé. Thì riêng nhóm live VIP thầy sẽ dạy riêng cái phần đấy cho các bạn hai ví dụ ở buổi sau. Vì buổi này kiến thức nhiều quá. Nào loại 2. Nào chúng ta cùng làm luôn câu hỏi số 1 này. Câu hỏi số 12 này. Đây là câu trích trong đề thi thử của chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yên năm 2021. Tường vi 12B, chí đại 12B. Thực hiện thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng với hai nguồn kết hợp AB cách nhau 12 cm, à 12,6 cm. Hai nguồn dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên đoạn thẳng AB khoảng cách giữa hai cực tiểu giao thoa liên tiếp là 1,0. Hai cực tiểu liên tiếp thì cách nhau khoảng là gì ạ? Lambda sẽ bằng là 2 nhân 1 chính là 2 cm luôn. Đấy, ý chỉ người ta cho để tính lambda thôi. Số phân giao thoa cực đại giữa hai nguồn, khi hai nguồn cùng pha thì số phân giao thoa cực đại n cực đại bằng AB là 12,6 chia cho lambda là chia cho 2. Tất cả nhân 2 cộng 1. Các bạn cùng nhìn này, 12,6 chia 2 này, 12,6 trên 2 là bằng 6,3, thì các bạn chỉ lấy 6 thôi. Đấy, 6 x 2 12 cộng 1 là 13. Nhớ nhá, cái phần đóng ngoặc này ý chỉ ta là chỉ lấy phần nguyên thôi. Và chúng ta sẽ chọn được đáp án là B. Rồi các bạn đều chính xác cả. Câu hỏi số 13. Câu số 13. Các bạn cùng nhìn này, khi hai thằng này dao động thế này có nghĩa là hai thằng dao động cùng pha nhau. Ở đây ta tính lambda đã bằng V trên F. V là bằng 1,5 chứ là 150 chia cho F của ta là 25. Nếu nhỉ, 50 pi nhân 2 pi là 25. 15
150 chia 25 là mấy nhỉ? 6. Đấy, trên đoạn thẳng AB số điểm có biên độ dao động cực đại và số điểm đứng yên là bao nhiêu? Khi anh nguồn cùng pha rồi, số cực đại ta có này sẽ bằng là AB cách nhau khoảng 20 chứ, chia cho 6 nhân 2 cộng 1 bằng 20 chia 6 là 3,3. 3,3 thì ta lấy 3 ra 3 nhân 2. 3 nhân 2 cộng 1 là 7. Như vậy số điểm dao động cực đại là 7. Ta loại đáp án này đã, loại đáp án này đã. Như vậy n cực tiểu sẽ bằng là gì ạ? N cực đại trừ 1. Đấy, sẽ bằng là 6. Như vậy ta chọn đáp án B. Nếu mà dùng công thức giải nhanh này rất là nhanh thôi đúng không nhỉ? Còn các bạn dùng theo chặn cũng được, không có gì cả. Câu hỏi số 14. Làm nhanh thôi, không bài nhiều lắm chúng ta không xong được. Mười bốn chí đại à, chí đại trăm ấy nhỉ, hôm trước vừa bị mắng xong là trăm thật. Nào, hai nguồn dao động ngược pha nhìn này chênh nhau một góc là pi thì gọi là ngược pha. Như vậy ta có lambda này bằng v trên f, 2 m/s đổi bằng 200 chia cho 50 bằng 4 cm. Đấy, 4 cm, thấy chưa, được lambda 4 cm. Tiếp có biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng trên đoạn O1 O2, số cực đại giao thoa là, ta có n cực đại bằng 48 chia cho 2, à chia 4 chứ, tất cả nhân 2 cộng 1. 48 chia 4 là mấy? 12. 12 nguyên rồi, 12 nhân 2 là 24, cộng 1 là 25. Rồi, như vậy 14 sẽ là 14A. À, ngược phả, ngược phả. Ok, như vậy là chỗ này là ngược pha, ok, 24, chính xác rồi. Ngược pha, ngược pha. Ngược pha. Thế tính này là tính ra cực đại là 25, thì phải trừ cho 1 cực tiểu. Hoặc cách cách này, đúng công thức này. N cực tiểu bằng 2 nhân AB chia cho lambda trừ trừ 0, phải à? AB 12. Không được, không được. Tốt nhất ta tính số cực đại xong trừ 1 thôi nhá. N cực đại bằng 25 trừ 1 bằng 24 nhá. Ok, thầy nhìn thấy rồi. Hôm nào cũng có bọn này vào gạo làm chung, chán thật đấy. Ok, ok, thầy nhìn thấy rồi. Ngược pha 24. Vậy các bạn làm được phần này nhá. Làm được không? Các câu còn lại có làm được không? Các câu còn lại có làm được không? Làm được đúng không? Loại 1 thế thôi nhá. Ok chưa? Loại 1 thế thôi nhá. Hay làm mấy câu cuối đi. Thôi loại 1 tự làm nhá. Ok chưa? Nào, tất cả các bạn comment loại 1 tự làm được không ạ? Nó chỉ đơn giản chặn hai đầu thôi, không có gì đặc biệt cả. Nào, câu tiếp theo. À, loại toán tiếp theo nào. Ok, loại toán số 2. Loại toán số 2. Loại toán số 2. Đó, tìm số điểm hoặc số đường dao động với biên độ cực đại cực tiểu trên đoạn thẳng. Đấy. Để các bạn làm những câu khó hơn tí đi. Ví dụ câu 24 này là câu khó này. Đúng nhỉ? Đây, các bạn cùng nhìn câu 24 đây. Nào, thứ nhất là nói về phương pháp trước. Nào, các bạn ở đây có bạn nào còn nắm quên phương pháp không nhỉ? Có nào quên phương pháp không nhỉ? Phương pháp này.
Ví dụ số điểm cực đại cực tiểu trên đoạn thẳng. Trên đoạn thẳng ở đây có thể là đoạn thẳng trên hình 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 tam giác, hình chữ nhật hoặc hình vuông. Đấy. Các bạn đều chọn chọn thế này thôi. Nào. Duy nhất này, cách đẳng cấp nhất này. Thực ra là không phải các bạn đẳng cấp nhất mà cách để các bạn đỡ phải nhớ công thức. Đó là các bạn dùng là D1 trừ D2 min luôn nhỏ bằng D1 trừ D2 nào đó và nhỏ bằng D1 trừ D2 max. Luôn luôn thế này. Trong mọi trường hợp đều thế này cả. Thế thì cái trường hợp D1 trừ D2 này nó có thể là cùng pha, ngược pha hoặc là một lệch một cái góc bất kỳ nào đó. Các bạn không cần quan tâm lắm, để quan tâm là gì ạ? Quan tâm trước min max đã. Còn cái thằng này thì cách nào trả ra được? Ví dụ trường hợp là gì ạ? Cùng pha thì là k lambda, ngược pha là k cộng 0,5 lambda. Một góc alpha bất kỳ nào đó thì các bạn biến đổi vào cái góc và cái biên độ là ra kết quả thôi. Đúng nhỉ? Thì các bạn đều dùng cái này cả. D2 trên 1 min nhá, thầy sẽ dùng cái này để chứng minh cho các bạn toán ở phần này. Nào, câu 24. Tất nhiên để làm được thì các bạn cũng phải làm sao ạ? Chăm chỉ vào phần này, nếu không không làm được bài nào. 24 nào. Đây là đề trích trong đề thi thử của chuyên Biên Hòa, tỉnh Hà Nam năm 2021. Câu này thì nằm khoảng bao điểm? Câu này khoảng tầm 8,5 điểm. Ở mặt nước tại hai điểm A và B có hai nguồn kết hợp dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. CD là hai điểm thuộc mặt nước sao cho ABCD là hình vuông. ABCD là hình vuông, các bạn chú ý nhá. Với hình vuông cụ thể như này. Đấy. ABCD là hình vuông. Được chưa? Chú ý nhá. ABCD là hình vuông. Tiếp nào. Biết trên AB có 15 vị trí mà ở đó các phần tử dao động với biên độ cực đại. Trên AB có 15 vị trí. Nào, trên AB có 15 vị trí, ý là khoảng số điểm cực đại cực tiểu trên AB này là có 15 vị trí. Sorry các bạn. Sorry các bạn xem livestream. Cái bọn nick vớ vẩn này không biết kiểu gì chặn được cả. Chị Thanh Thúy đang còn online, chị chặn chặn giúp thầy cái mấy cái nick ảo vừa này. Được chưa các em? Nào, thế thì các bạn biết là gì ạ? Đây đây, nhìn nhìn qua cái này để thầy nói cho các bạn hiểu cái này đã. Ví dụ trên AB có 4 cực đại, có 5 cực đại. Bắt đầu không thấy có 5 cực đại thì sẽ có ở giữa. Vì hai nguồn cùng pha thằng này hướng với thằng nào bằng không sẽ có một cực đại rồi. Ở bên này giả sử 5 cực đại sẽ có hai thằng ở bên này và hai thằng bên này. Ở đây k bằng 1 2 thì bên này trừ 1 trừ 2. Luôn luôn như vậy đối xứng nhau, có nghĩa là ở đây giả sử ở đây có 15 vị trí mà ở đó có phần tử dao động với biên độ cực đại. Và số vị trí trên CD tối đa ở đó dao động biên độ cực đại là bao nhiêu? Đấy, chúng ta có một cái điểm M nó di động trong khoảng này. D1 D2. Đấy, các bạn hiểu như vậy. Nào, nhìn đây nào. Số vị trí trên CD tối đa ở đó dao động với biên độ cực đại là bao nhiêu? Đấy. Thế các bạn nhìn như vậy nào, 15 vị trí. 15 vị trí nghĩa là gì? Nghĩa là gì ạ? Cái điểm cực đại ạ. Trên AB ạ. Nó thuộc phải phải làm sao? N ở K mấy đã? 15 vị trí. Nào các bạn. Mỗi bên có mấy vị trí? Mỗi bên có mấy? Mỗi bên phải thỏa mãn điều kiện mấy? Thế các bạn 15 vị trí thì mỗi bên bao nhiêu ạ? Thằng này bằng 0 rồi sẽ có một thằng. Hai bên đối xứng sẽ có 14 thằng. Chia đều ra thì mỗi bên có 7 thằng. Như vậy suy ra được là gì ạ? Cái điểm M ấy nó sẽ nằm thuộc cực đại bậc 7. Đúng chưa? M thuộc cực đại bậc 7. Như vậy là gì ạ? Cái lambda tối thiểu là mấy? Nào. Lambda cực đại 7 này, D2 chia D1 bằng K lambda thì AB của tao có nhỉ? AB của tao mấy? AB lớn hơn bằng gì ạ? 7 lambda. Luôn phải lớn hơn bằng 7 lambda, nó mới thỏa mãn điều kiện đấy. Vì bậc 7 mà. Suy ra lambda của tao bằng AB trên 7. AB lớn hơn bằng nhá.
cái này khá là tinh tế để các bạn làm này, đúng chưa? AB lớn hơn bằng lambda lớn hơn bằng AB trên 7. Đến đây số vị trí trên CD tối đa mà ở đó dao động biên độ cực đại. Nào các bạn quay lại công thức huyền thoại D min, D một min, D một min đâu? M nó chỉ di động trong khoảng này thôi. M di động trong khoảng này. Nào D một min khi mở đâu? Các bạn, D một min khi mở đâu? Nào, thầy lại đặt tiếp AB của ta bằng một giá trị x đi. Đặt tầm này x. Thì đường chéo của hình vuông là x căn 2. Cạnh này cũng là x luôn. Thì đây sẽ là x phần 7. Đúng chưa? Đấy các bạn hiểu đơn giản như vậy thôi. Thế thì chỗ này x căn 2. Nào, D1 min khi m trùng D. Như vậy là x. Như bộ giải gióng đây. Rồi, chính xác, từng vị chính xác rồi. Như vậy chỗ này là x này. D2 khi đó sẽ là x căn 2. Chia cho gì ạ? Ở đây hỏi số điểm gì ạ? Cực đại, đúng nhỉ? Cực đại chia cho lambda luôn. Nhỏ bằng k. Nhỏ bằng này. Nhỏ bằng này. À, khi nó ở xa nhất là AC, AC chính là gì? AC cũng là x căn 2 luôn. Khi đó là CB chính là x chia cho lambda. Đấy, như này thôi. Đúng chưa? Nào, lambda thế trực tiếp đây, lambda bằng x phần 7. Như vậy x xuất ra ngoài 1 trừ căn 2 phần lambda là x phần 7. X phần 7 thì ném 7 lên trên này. X hết. Nhỏ hơn hoặc bằng k, nhỏ bằng này. X ở đây rút ra ngoài căn 2 trừ 1 phần lambda là x phần 7. 7 ném lên trên này. X hết. Đấy, như vậy 7 nhân với cả 1 trừ căn 2. 7 nhân 1 trừ căn 2. Nhỏ bằng k, nhỏ bằng 7 nhân căn 2 trừ 1. Đấy, nó sẽ đối xứng như vậy. Nào, các bạn biến đổi. Sẽ là 7 nhân này 1 trừ căn 2 bằng âm 2,8. Âm 2,89 đi, nhỏ bằng k, nhỏ bằng này 2,89. Như vậy có bao nhiêu điểm? Đếm này, có bao nhiêu điểm? Có bao nhiêu điểm? 9 điểm á? 9 á? Sao 9 được? Thế này có mấy điểm? Có 5 thôi chứ. Đúng chưa? Có 5 thì chọn đáp án gì? 5 chọn C thôi. Sao ra đây được? Ok chưa? Thì nói lại này, các bạn cứ chặn trong khoảng từ min đến max thôi. Cái bài này khó ở chỗ này nhất, khó ở chỗ này nhất. Có 15 vị trí suy M thuộc đại bậc 7. Khó nhất chỗ này này. Ok chưa? M thuộc đại bậc 7. Ok chưa nhỉ? Khi có M là cực đại bậc 7 rồi thì cái chính nhất ở đây là ta hiểu là AB ấy, nó phải lớn hơn. AB là một giá trị nguyên mà. Chúng ta vừa nói là N bằng AB trên 2 kìa. Chứ là đây này. N bằng AB trên lambda kìa. Nhân 2 cộng 1 này. Đấy, số vị trí ở đây này. Thế đã chia đôi rồi. Chia đôi rồi bỏ 2 đi. Thì thằng này phải thỏa mãn cái điều kiện đó thôi. Nó phải lớn hơn bằng AB trên 7. AB trên 7 là bậc 7. Và được đàn AB là x. Thế sẽ phải thỏa mãn điều kiện này. Mở rộng cho các bạn xem nhé. Ok rồi. Tất nhiên một cái bài thế này thì cần các bạn tư duy kiểu khác. Bài này lẽ ra không nên ném vào bài dễ. Ném ngay câu này vào thì chắc là nhiều bạn sẽ bị chóng mặt. Khó, khó đấy, không phải dễ, giáo khoa là khó. Nhưng mà thầy nghĩ là các bạn làm được thôi. Tại sao các bạn gặp kiểu bài này các bạn sẽ làm được. Nào, câu 25. Hai mươi lăm mới dài. Làm xong những câu này đau đầu quá. Xem nào. Câu này cũng dài lắm các bạn. Câu nào cũng hay cơ. Câu nào cũng hay cơ. Thế mới chết chứ. Nào 25 này. 25 là tổng hợp đủ rồi nhá. 25 là một câu thôi. Là các bạn có thể làm được các câu còn lại rồi.
Nên chắc là chúng ta sẽ chữa câu 25 thôi. Nó sẽ lắc luôn rồi. Lắc luôn rồi. B, anh Quân ra 25B. Bạn khác nào? Nào có 25 là cùng làm nhá. Cùng làm xong nhanh hay chậm nhá. Thứ nhất hai nguồn này hai nguồn ngược pha nhau đã. Lambda của ta này làm rất là nhanh thôi. Lambda của ta bằng V trên F 30 chia 20 bằng 1,5. Trần Quốc Trung 25B. Xét hình vuông AMNB. AMNB. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên các cạnh của hình vuông thì gồm có này. Cực đại này. Cực đại tổng ấy gồm có bằng cực đại trên n của AB cộng số cực đại trên n của đoạn BN cộng số cực đại trên đoạn MN cộng số cực đại trên đoạn AM. Đó, cộng vào. Đúng chưa? Là ra tổng. Bên này nó chỉ dài chứ không phải khó đúng không? Cách làm của ta như thế này. Cách làm của ta như này. NAB thì số cực đại cực tiểu trên NAB trước này, tôi cộng đầu tiên nhá, NAB nhá. Bằng này. Ở đây hai nguồn AB cách nhau 20 rồi, ta lấy 20 chia cho lambda là 1,5 nhân 2 cộng 1. 20 chia 1,5 là mấy nhỉ? 20 chia 1,5 bằng 13. Như vậy ta lấy nguyên phần này là 13, 13 nhân 2 là 26. Đúng nhỉ? 13 nhân 2 là 26 cộng 1 là 27. Như vậy số cực đại trên AB bằng 27. Tiếp. Số cực đại trên đoạn BM BN bằng số cực đại trên đoạn AM. Đấy. Bằng cái này nhá. Bằng cái này thì bây giờ ta phải chặn thôi. Chặn nào, từ min đến max nào. Bây giờ ta có một cái điểm M nó di chuyển trong khoảng này. Đây là D1. Đoạn này sẽ là D2. Nào D1 trừ D2 min à? D1 min à? D1 min khi D1 trừ D2 min đây này. Bằng nào? Min à? D1 min khi trùng với đoạn AB. Khi đó D2 bằng 0. Thế còn D1 trừ D2 max. D1 max khi nó nằm ở đây này. Chính là điểm M đây này. Thì đặt cái cạnh hình vuông là 20, chỗ này 20 căn 2. Sẽ là 20 căn 2. AB căn 2 nhá. Trừ cho đoạn AB, trừ cho đoạn NB chính là AB. Các bạn hiểu như vậy. Vì tam giác vuông mà. Thì thế này thế vào đây nào. AB chính là mấy? 20 này. Nhỏ hơn K chia chia lambda luôn chia 1,5. À, ngược phải. Anh ngược phải. Ngược phải chứ không phải năm đấy đã. Nhỏ bằng k. Đây nguồn thì nhỏ bỏ bỏ cái thằng bằng đi. Nhỏ k nhỏ hơn này. AB căn 2 là 20 căn 2 trừ 20 phần 1,5 trừ 0,5. Đưa ta tính này. À, 20 phần 1,5 trừ 0,5 sẽ bằng là 12,8. Nhỏ k nhỏ bằng 20 căn 2. Hơi lâu nhá, kiểu bài làm hơi lâu ạ. Không thích làm lắm nhưng mà thôi, đã cho phải làm thôi. Sẽ là 5,02. Tất nhiên cái này bất thường thức đã sẽ đảo chiều, các bạn hiểu đảo chiều nó sẽ đảo lại này. Đảo không có gì cả. Đếm này. 12 trên 5 là mấy nhỉ? 7 à? Như vậy 7 tổng hai thằng này là 14. Đúng chưa? Đấy, cho n là này bằng 10 bằng đây này 12 trên 5 bằng 7. 7 nhá. Tiếp đoạn cuối cùng trên đoạn MN này. Trên đoạn MN này. MN. N trên MN.
thì min nó nằm ở đây. Thầy làm nhanh luôn nhá, chỗ này là 20 trừ cho 20 căn 2 chia 1,5 chứ 0,5 nhỏ hơn hoặc bằng k nhỏ hơn 20 căn 2 trừ 20 chia 1,5 chứ 0,5. Đấy, xem bằng mấy nào. 20 trừ 20 căn 2 phần 1,5 trừ 0,5 sẽ bằng là âm 6,02. Nhỏ bằng k nhỏ hơn bằng 6,02. À từ từ, chỗ này 5 phẩy mấy nhỉ? 20 căn 2 trừ 20 5,02. Như vậy ở đây số cực đại của tiểu sẽ bằng là 5 trừ 6 11 cộng 1 nữa 12. 12. Như vậy ta bây giờ ta đếm này, đếm này. 12 cộng 14 cộng 27. 12 cộng 14 cộng 27. Ôi, thừa mất thằng ở đâu ấy? Hay đây cực đại ấy. Chắc thằng này thừa rồi. 52 thôi. Sẽ là thằng này thừa ở đâu nào? Hai nguồn ngược pha. Chắc là thì đấy đấy, cực tiểu chắc là chỗ này chỉ nhân 2 thôi. Ok, số điện chắc là 26 chỗ này. Cực tiểu nhiều hơn cực đại một cái. Ok, đây là cực đại. Nơi cực tiểu bằng này. Nơi cực tiểu bằng 27. Số nơi cực đại bằng 27 trừ 1 là 26. Ok, đúng rồi. Như vậy chỗ này là 26. Rồi bằng 52. 52 nhé. Ok, nhìn thấy không? Đấy, một bài mà các bạn đã có thể làm được các bài khác rồi. 26 tương tự. Hình như 26 bài này thì chữa trên trên group VIP rồi. Thầy có gửi, hình như bạn Thuần Hoàng bạn hỏi thầy. Ok chưa? Thôi nhá. Mày tự làm nhá. Vướng câu nào thì thầy sẽ chữa sau nhá. Được chưa? Dễ mà. Có vướng câu nào không nào? Có vướng câu nào thì thầy chữa cho nào? Có vướng từ đây từ từ câu 26 đến phần này. Vướng câu nào thì chữa cho nào? Bởi vì chúng ta còn một cái phần khá là quan trọng nữa. Đó là xác định số cực đại cực tiểu trên đường thẳng vuông góc với hai nguồn. Đó. Ba nhỏ. Và trên đường bao nữa. Mục tiêu là ta hết phần này mà. Nào, bây giờ ta mới vào bài chính của ta hôm nay đây. Bài chính của ta hôm nay. Xác định số điểm cực đại cực tiểu trên đường thẳng vuông góc hai nguồn. Phần này thầy chưa dạy đúng không? Thực ra ta vẫn chặn từ min đến max thôi, muôn thuở như vậy. Nào, ta cùng làm luôn. 37. 37. Tại hai điểm AB cách nhau 13 cm. Đây. Trên mặt nước có hai nguồn đồng bộ, hai nguồn đồng bộ ý là hai nguồn cùng pha tạo ra sóng mặt nước có bức sóng là 1,2. M là điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt là 12 và 5. Nào. Các bạn biết cạnh này 13. 12 bình cộng 5 10, cộng 5 bình ấy sẽ bằng 13 bình. Đấy, các bạn nhận diện nhanh nhé. Thì cái này sẽ là 85 vuông ở đây này. 12AB vuông ở đây này. Đấy, vuông đấy nhá. Đây 12, đây là 5, đây là 13. Vuông ở đây này. Đấy, nhận diện nhanh nhé. Đấy, thì ta có điểm M đây. N đối xứng với M qua AB. Từ đây ta kẻ mỗi thằng N đây này.
hai cạnh này bằng nhau. Và đây bài hỏi số hyperbol cực đại cắt đoạn MN là bao nhiêu? Đấy. Nhá, nghe kỹ nha, nghe kỹ phần này nhá. Số hyperbol cực đại cắt MN. Thì các bạn hiểu số hyperbol cực đại nó sẽ cắt như thế nào? Đây. Như này thì đâu cắt. Nó phải cắt này này. Hoặc là cắt này. Chúng lại cắt. Đúng chưa? Đấy. Như vậy số hyperbol cũng chính là số cực đại trên đoạn MH. Nào thì nhắc lại này, thì nhắc lại để tất cả cùng làm được này. Số hyperbol đây là cắt đường này, cắt tại đây một điểm, cắt tại đây cũng là một điểm thì tạo thành một đường. Như vậy em chỉ cần tìm số cực đại trên cái đường này này, trên đoạn MH là xong. Đúng chưa? Có hiểu nhỉ? Nào thì nói lại nhá. Các bạn nhìn này, số hyperbol cực đại cắt đoạn MN tại hai điểm thì sẽ tạo thành một đường hyperbol. Đây. Đây này. Hoặc là cắt tại điểm này, cắt tại điểm này này, điểm H này thì sẽ tạo thành một đường hyperbol. Đúng chưa? Bây giờ các thử tưởng tượng xem nào. Tưởng tượng nào. Ở đây bước 6 là 1,2 rồi. Thử xem cái điểm này nó phải là cực đại không đã. Để ta loại điểm này đã. Thử xem điểm này phải cực đại không đã nhá. Thế thì có là điểm cực đại thì D2 chia D1 phải bằng K lambda. Nào, bây giờ tìm K xem nào. Xem K nó thỏa mãn K2P nào. 12 trừ 5. Thế này. À, điểm này là điểm này nhỉ. Đó là 13. Cái điểm M đó, điểm M cũng không phải là cực đại. Điểm M không phải là một điểm cực đại. Đúng chưa? Điểm M chắc chắn là không phải điểm cực đại. Bởi vì tại sao? Đây là 12 trừ 5 chia cho 1,2. Đây này. 7 chia cho 1,2 nó không thể là ra nguyên được. Đây này, 5,8 này. Đúng chưa? Như vậy là gì ạ? Suy M không phải cực đại. Ta loại đã. Tiếp điểm H nó phải cực đại hay không thì ta tính đơn giản thôi. Cạnh này 12, cạnh này 5 ta tính được đường cao này. Đúng chưa? Thế này, thì tính nhanh các bạn nhìn này. 12 5. Các bạn để tính ra đoạn MH này. MH này. Ta sử dụng công thức này, đó là 1/12 bình. 1 phần MH bình đi. Bằng 1 phần 12 bình cộng với cả 1 phần 5 bình. Đấy, suy ra MH. Bằng. Tại sao suy MH? Thử cái làm chậm một vài cho các bạn xem. À, sẽ là 1 phần này. X bình. Bằng 1 phần 12 bình. Cộng với cả 1 phần 5 bình. Đấy, ship xôn. Sẽ bằng 4,6. Như vậy đoạn này là 4,6. Như vậy ta sẽ tính được đoạn này. Vì đây là tam giác vuông mà. AMH là tam giác vuông này. 12 4,6 sẽ là căn này, 12 bình này trừ cho H bình này. Như vậy cạnh này sẽ bằng là 11,07. Đúng rồi, cạnh này 11,07 này. Thì cạnh này ta lấy 13 trừ cho một cạnh này này, ta lấy là 13 trừ cho 11,07 đấy, sẽ bằng là 1,92. Thì đoạn này là 1,92. Được chưa? Em nhìn này, bây giờ tiếp xem điểm H nó phải là một cực đại hay không. Thì lấy 11,07 trừ cho 1,92. Được chưa? 11,07 trừ 1,92. Và ta chia cho bao nhiêu ạ? 1,2. Thì rõ ràng nó không phải một số nguyên. Như vậy điểm H chắc chắn là không phải một cực đại. Như vậy bây giờ ta chỉ cần tìm đường cắt cái đoạn MH là ở đâu thì chính là số cực đại ở đấy thôi. Được chưa? Cái này thực ra thầy biện luận cho các bạn dễ nhìn thôi mà. Đây, đến đây ta mới làm thực tế bài này. Thực tế bài này nhá, để biện luận để các bạn biết đoạn này thôi. Nào, tìm số cực đại trên đoạn MH ta làm như này. D1 trừ D2 min. Đều như vậy thôi, nhỏ hơn D1 trừ D2. Nhỏ hơn bằng D1 trừ D2 max. Nào, trên MN. Trên MN ở trên nói trên MH. Ta tìm trên MH trước nhá. Để ta nhân đôi lên là số điểm trên MN thôi, nhưng mà số hyperbol trên MN trên MH nào trên MN y hệt như vậy. Nào D1 min à. Các bạn nhìn tinh tế nhanh ấy thì nếu mà ta lấy D1 thằng này trừ thằng này sẽ to hơn hai thằng này trừ nhau. Nhưng mà ta lấy D1 min khi M khi cái điểm P nào đó nó trùng với cả M, P di động ở đây này. Nhá, P di động trong khoảng này này. Thì P ở trùng với M thì nó sẽ là D1 min sẽ là gì ạ? 12. Trừ khi đó D2 sẽ là 5.
Số cực đại chính là D1 trên D2 nhỏ hơn K lambda. Nhỏ bằng này. D1 max khi trùng với H chính là AH trừ cho BH. Tại sao thầy không đảo lên? Vì thầy làm rồi thầy biết là nó đảo lên sẽ bị đảo chiều ấy. 12 trừ 15 trên lambda. Chính là 12 trừ 15 trên lambda luôn. Là tương đương à? 12 trừ 5, à 12 trừ 5 là bằng 7, 7 trên lambda. 7 chia 1,2 5,8 nhỏ hơn bằng K nhỏ này. AH trừ BH là 11,07 trừ cho 1,92 và ta chia cho 1,2 thì sẽ bằng là 7,6 7,6 đấy nhá. Đấy, nó đỡ phải đảo chiều, đúng chưa? Nếu mà hai nguồn ngược pha thì các bạn sẽ tính kiểu khác, thêm chứ không phải 5 thôi. 5,8 đến 7,6 các bạn nhận diện là K bằng 6 và K bằng 7. Như vậy có hai điểm đây này, hai điểm cắt thằng này gồm một đường này ở mức cao bằng 6 và một đường này nữa, một đường cắt đây này mức cao bằng 7, 6 và 7 đấy. Như vậy số hyperbol cực đại cắt MN bằng bao nhiêu? Đến đây vẫn sai được, cúc chung vẫn sai. Hyperbol đường cong tớn này cơ mà, ở đây có mấy đường, mấy đường chỉ có hai thôi, nhưng bài này hỏi số điểm, số điểm dao động cực đại thì có 1 điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm, 2 đường, 4 điểm, hiểu không? Hai đường 4 điểm. Có khó không? Cái này có khó không thì câu 38 là hỏi số điểm dao động cực tiểu trên MN này. Khi hai nguồn này, hai nguồn ở đây, hai nguồn đồng bộ này. Còn đây là hai nguồn ngược pha. Đấy, hai nguồn ngược pha. Thì số điểm dao động cực tiểu trên đoạn này chính là gì ạ? Số điểm nhá. Có mấy điểm? Bản chất thằng ngược pha ấy, khó suy luận tam giác á, khó suy luận tam giác đâu nhỉ? Đấy nhá, thôi thầy làm bài 38 cho bạn hiểu hơn nhé. Ok, cúc chung bài 38 ra đây chính xác rồi. Thôi thầy làm tiếp bài 39 cho bạn hiểu hơn đi. Nào, thử xem khó suy luận tam giác này không nhá. Bài này nhìn có vẻ phức tạp hơn nhá. Nghe này. Hai nguồn kết hợp F1 S2 giống nhau. Có hai nguồn cùng pha chưa? F1 S2 bằng 8, F bằng 10. Vận tốc là bằng 20, như vậy ta tính ra lambda luôn. Bằng 20 chia 10 bằng 2. Nha, ta để đây cho đỡ tốn giấy của thầy. Hai điểm MN trên mặt nước mà F1 S2 vuông góc với MN. Đây thầy vẽ hẳn cho các bạn dễ nhìn nhá. F1 S2 đây. F1 S2 vuông góc với MN. MN cắt F1 S2 tại C và nằm gần phía S2. Cách trung điểm Y một đoạn là 2 cm. 2 à? Trung điểm là 4 rồi. 2 đây. Đấy. MN bằng cách đây này, cái điểm này. Đây là 2 cm. Các bạn nhìn này, F1 S2 bằng mấy? Nhìn này, nhìn nhá, nhìn nhanh nhá. Nhìn nhanh nhá, tinh tế nhá. S1 S2 bằng 8. Như vậy mỗi bên bằng 4. 4 cách đằng này bằng 2, đằng này bằng 2, như vậy đoạn này bằng 2. Đúng chưa? Thì đoạn này, điểm này là điểm điểm C. C sẽ cách F1 ạ, C S1 bằng mấy ạ? Nó bằng 6 ạ.
CS2 bằng 2 nhá, hiểu thế này nhá. Tiếp nào, MS1 đồng 10, M điểm M đây, MS1 đồng 10 cạnh này bằng 6 này, cạnh này này, cạnh này bằng 6 thì cạnh này hình như bằng 8 chưa, biết tay câu mà đúng chưa. Tiếp nhá, NS2 16, N thì chắc là sâu hóm đâu đó, còn tiếp đây này. Chắc phải ở đây, chắc phải tiếp dưới này, 16 không á. Ok, thử kẻ thế này cho dễ nhìn nhé. Đây là điểm điểm N. Đấy, hiểu như vậy. Đây là 16, đây là bằng 2. Thì ta dễ dàng tính cạnh này được. Cạnh này sẽ bằng căn của 16 bình trừ cho 2 bình. 6 căn 7 là 15,8. Rồi này. Thế bây giờ tìm được cạnh này nữa nào. Cạnh này 8, cạnh này là 2. Căn của 8 bình trừ cho 2 bình. 2 căn 15, 7,74. Đấy, đủ hết rồi nhé. À, số điểm dẫn động với biên độ cực đại trên đoạn MN. Thế thì tìm số cực đại trên đoạn MN. Đấy, số điểm nhá. Thì ta tìm số cực đại trên đoạn gì ạ? CM cũng có cả CN. Nhưng mà ta xem điểm C nó là cực đại hay cực tiểu đã. Bây giờ ta xem điểm C nó là cực đại hay cực tiểu nào. Nào, S1C trừ cho S2C bằng một giá trị K lambda thì chứng tỏ nó là một cực đại. Lambda của ta bằng mấy rồi? Nó đang bằng 2 rồi này. Bằng này, cái này bằng mấy ạ? 6 trừ cho 2 bằng P lambda. Lambda bằng 2 nữa, suy ra P bằng mấy? P nhân 2. Như vậy suy ra P bằng 6 trừ 2 bằng 4, 4 nhân 2 bằng 2. Như vậy suy ra được C nó là một cái cực đại bậc 2. Đây này, cực đại bậc 2 cũng cao bằng 2. Nhưng mà có một cực đại đây nhá, các bạn đừng đếm thừa nhá, nếu không là đếm thiếu mất ạ. Đúng chưa? Nào bây giờ xem nó cắt trên đoạn này bằng bao nhiêu điểm nữa là xong. Có bao nhiêu đường là xong. Thế tìm trên CH, CM tiếp. Nào tìm CM nào. Tìm CM đơn giản thôi. Nào D1 trừ D2 min. Nhón bằng K lambda. Thôi chia K lambda nhỏ bằng D1 trừ D2 max. Nào D1 min à? Min khi ở M, thầy có bảo các bạn như vậy, sẽ là 10 trừ cho 7,74 chia lambda là chia 2. Hai nguồn ngược pha cùng pha nhỉ? Hai nguồn cùng pha nhỏ hơn hoặc bằng D1 max khi ở đây này là 6 trừ cho 2 chia cho 2. Nào đếm nào, 10 trừ cho 7,74 phần 2 bằng 1,13. Nhóm là K nhỏ này, 6 trừ 2, 6 trừ 2, 4, 4 trừ 2 là 2. Đấy, như vậy ở đây nào, 1,13 đến 2 này thì chỉ có một thằng duy nhất thôi, K bằng 2 thôi, một thằng nguyên duy nhất bằng 2 thỏa mãn. Đúng chưa? Bằng 2. Bằng 2 thì sao nhỉ? Thằng này cũng bằng 2, thằng này cũng bằng 2 là thế nào? Thằng này bằng 2, thằng này cũng bằng 2. Hơi vô lý nhỉ? Thế nào? Đường này có phải được hai thằng bản chất khác nhau không? Vì một thằng này này. Thế cắt này này. Thế là tại sao lại thấy ở đây có mỗi thằng nghiệm cao bằng 2? Hai này bản chất khác nhau nhỉ? Thế là có một điểm này, 2 điểm, 3 điểm. Thế đáp án câu này là bằng 3. 3. Thế nào? Chắc là cái giá trị này P C trên đoạn MN là hai nguồn này rồi. Hai thằng K mà chắc sẽ lại giống nhau rồi nhỉ? Mày có lỗi lầm gì không? Đáp án thì không sai rồi. Thầy làm cũng không sai rồi. Mà thật lạ ở chỗ là giải ra hai thằng đều là K bằng 2 cả.
Đối trường hợp này nó đều nằm ở bậc 2, thằng này nó nằm bậc 2 hơi vô lý. Ok chưa? Ok chưa? Các câu còn lại thì các bạn đều làm cho thôi. Thành nghĩ như vậy. 40, 41, 42 này. Nào, số cứ lại cứ tiểu trên đường bao nào. Cố gắng lên, cố gắng lên. Thầy chưa hai ví dụ nữa cho các bạn. Là ngon. Nha. Chịu khó thêm hai ví dụ nữa nhá. Còn cố được không các em ơi? Cố thì có ai cố được nào? Cái mạng thì nó cứ bị lag ở điện thoại, không biết tại sao. Ok, các bạn tưởng tượng dễ hiểu này. À, Nam Kỳ ở giờ mới vào à? Khô máu à? Được. Nam Kỳ nghe có vẻ hợp lý ấy. Nào nhìn đây, trên đường đường bao có thể là trên đường tròn, ellipse, tam giác vuông, tam giác vân vân á, thì nó bao quanh. Bao quanh thì được gọi là đường bao, các bạn hiểu thế này. Giả sử chúng ta có hai nguồn AB ở đây. Thế thì số cực đại cực tiểu cắt AB tại một điểm thì sẽ cắt trên đường tròn bao điểm các em? Nào cứ cắt trên trên AB, ta cứ tưởng tượng đây là K bằng 0 này. Cắt AB tại một điểm sẽ cắt trên đường tròn bao điểm đấy ạ? Đây, cắt AB tầm một điểm sẽ cắt trên đường tròn 1, 2 điểm. Như vậy bây giờ ta chỉ cần tìm số cực đại cực tiểu trên AB, ta sẽ nhân đôi lên là xong. Một cái trường hợp nữa, nếu trường hợp AB nằm ở đây, AB nằm trên bán kính này, thì sẽ có cắt một ở tại điểm ở tại nguồn này, thì các bạn trừ cho hai điểm nữa là xong nhá. Nào ta thực chiến luôn câu 43 này. Hết giấy rồi, hết giấy. Nào 43 nào. Đây là đề chính thức của Bộ Giáo dục năm 2021 nhá. Mới thi xong ấy, đề chính thức của bộ luôn đấy. Nào, đề chính thức của bộ nào. Thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước với hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm AB dao động cùng pha với tần số là 10 Hz, biết AB bằng 20 và tốc độ truyền sóng trong mặt nước là 30. Như vậy ta tính lambda đã, một V trên F. 30 chia 20. À 30 chia 30 chia mấy nhỉ? 30 chia 10. Bằng 3 cm. Được chưa? À, AB bằng 20 cm. Xét đường tròn đường kính AB ở mặt nước. Đây đường tròn đường kính AB đây. Như này. A đây, B đây. Xét đường tròn đường kính AB ở mặt nước, số điểm cực tiểu giao thoa trên đường tròn này là bao nhiêu? Thế thì đây, đường tròn đường kính AB nhá. Nào AB các bạn hiểu là đây là hai cái điểm là hai nguồn. Hai nguồn nó không gọi là điểm cực đại, các bạn hiểu hai nguồn đấy không gọi là hai điểm cực đại, bởi vì là hai nguồn này do cái dao động cực bức ở ngoài vào, giống kiểu một người cầm cái hai cái quả để bầu để cho nó dao động ấy. Mà các bạn nhìn thí nghiệm trên sóng mặt nước á. Thế thì ta sẽ tìm số cực đại cực tiểu trên AB đã, là trừ AB trên lambda nhón bằng K nhón bằng AB trên lambda. Đấy như này. Thấy chưa? Đấy. Hai nguồn cùng pha các bạn lấy thế này thôi. Nào trừ 20 chia 3 nhón bằng K nhón 20 trên 3.
trừ 20 phần 3 chính là trừ 6,6. Nhỏ hơn k, nhỏ hơn 6,6. Như vậy suy ra được là gì ạ? Có 13 điểm cực đại. Đúng không? 13, 14 nhỉ? Mười ba mười bốn nhỉ? Thế nào? Mười ba mười bốn nhỉ? 30, 30. Sao nào? AB bằng 20 này. 20 chia 3 là mấy? 6,6. 6,6 thì có 13 nhỉ? Sẽ là 13 à? Từ từ đã. À, số điểm cực tiểu. Thế là tìm số cực đại ạ, số cực tiểu cơ. Không không không, không nhân 2 đâu mẹ. Đây. Số cực tiểu cơ. Chứ 0,5. Chứ 0,5 hai bên. Thiếu thiếu cái này này. Như vậy trừ 0,5 nữa. Trừ 0,5 nữa. Thì trừ 6,6 trừ 0,5 là trừ 7,1. Trừ 7,1. Nhỏ bằng k nhỏ hơn 6,1. Như vậy có 14. 14 nhá, 14 thì nhầm đấy. 14 suy ra trên đường tròn là có 28, 28 điểm. Đó, như này cơ. Hoặc cách thứ hai ta làm thế này này. Cách thứ hai ta làm thế này. À, n cực tiểu ở đây hai nguồn cùng phạm, n cực tiểu này, n cực đại trước. Bằng AB. AB à? AB là 20 này, chia cho 3. Nhân 2 cộng 1 là 20 trên 3 là 6,6, nhân 2 là 13. N cực tiểu ở n cực đại là bằng 13 đúng không nhỉ? Đây hai nguồn ngược phải, hai nguồn cùng phải ngược phải nhỉ? Dùng công thức là không ra. 6,6 nhân 2 là 1,2. Không được, không được. Dùng công thức này có vẻ dễ bị sai mà. Tốt nhất ta dùng cái này đi. Dùng cái này nhá. Thì nói lại chỗ này này. Nói lại chỗ này thì các bạn dễ hiểu hơn này. Ở đây ấy, trên đoạn AB cắt bao nhiêu điểm thì trên đường tròn sẽ nhân 2 lên. Thì ở đây là 2, vì số điểm cực tiểu bây giờ thì nhầm cực đại thôi. Hai nguồn cùng pha rất là trừ AB trên lambda trừ 0,5 nhỏ hơn bằng K nhỏ hơn bằng AB trên lambda trừ 0,5. Là trừ AB là trừ 20 chia cho 3 trừ 0,5 thế này này. Nhỏ bằng K nhỏ bằng 20 chia 3 trừ 0,5. Thì chỗ này là 20 chia 3 là 6,67, trừ 0,5 là trừ 7,1. Nhỏ bằng K nhỏ bằng này, 20 chia cho 3 là bằng 6,6 đấy, trừ 0,5 là 6,1. Thì các bạn đếm ấy, sẽ tổng được là từ 6 trừ cho trừ 7 là bằng 13 cộng 1 là 14. Vậy có 14 trên đoạn AB, 14 điểm trên AB, như vậy nhân đôi lên sẽ là trên đường tròn sẽ là 28. Hiểu không ạ? Hiểu không ạ? Rất là dễ nhầm lẫn, cái này dễ nhầm lẫn cái khủng. Thế là đề của năm 2021, các anh chị vừa thi xong ấy. Bốn bốn nào. Bốn bốn nào. Ôi dồi, Huyền Trang nó vào. Đây là đường tròn này. À, AB bằng 4,8 lambda. 4,8 lambda. Đấy. Nào, 4,8 lambda, R bằng 5. Số điểm dẫn động biên độ cực đại là AB ở đây.
Nào ta vẫn dùng chữ AB trên lambda. Nhỏ hơn bằng K, nhỏ hơn AB trên lambda. Chữ 4,8 nhỏ bằng K, nhỏ bằng 4,8. Như vậy trên đoạn AB có 9 cực đại. Như vậy trên đường tròn có bao nhiêu ạ? Trên đường tròn có bao nhiêu ạ? Hai nhân 9 bằng 18. Như vậy chúng ta sẽ chọn được đáp án là gì ạ? C. Ok chưa? C nhá. Nào câu 45. Cố gắng lên tăng tốc nào, tăng tốc nào. 45 nào. À, hai nguồn kết hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một khoảng r, một khoảng x trên đường kính của cái vòng tròn bán kính r, x nhỏ hơn r, và đối xứng qua tâm của vòng tròn đây này, x bằng 6 lambda. Số điểm giao động cực đại trên vòng tròn là bao nhiêu? Cái bài này rất là dễ nhầm lẫn kinh khủng ấy. Nhưng các bạn hiểu thế này, hai nguồn AB này là hai nguồn không giao động, không gọi là hai điểm cực đại. Như vậy ta không lấy hai điểm cực đại nữa, sẽ là AB trên lambda nhỏ hơn, tôi không lấy bằng nữa nhá, nhỏ K nhỏ hơn AB trên lambda. Đây này, nhớ là không lấy dấu bằng nữa, các bạn mới lấy dấu bằng bị sai đấy ạ. Sẽ là trừ AB trên là trừ x là trừ 6 nhỏ hơn K nhỏ hơn 6. Đó, như này. Như vậy ta lấy là gì ạ? Trừ 5 đến 5 có 11 điểm trên đoạn AB đó. Như vậy trên đường tròn có 22 điểm. Chọn C. Đấy, nếu mà các bạn mà không chọn, không loại cái này ra, các bạn sẽ bị sai. Thấy chưa? Nhá. Hai câu 46, 47 khá là dễ, các bạn tự làm được nhá. Đó. Thế thôi nhỉ. Có vẻ là các bạn ngoài tường, các bạn ấy chưa học đến phần giao thoa thì phải. À, còn vài câu thôi. Thì trước thì các dạng thì trước hết rồi. Nhưng mà cái dạng này, cái phần này thì chưa chữa được. Nhiều quá. Chữa vừa hơi tai mới xong được em ạ. Đáng sợ thật. Thế này, cái phần này chữa khá là nhiều này. Đây mấy câu thôi, mấy câu này các bạn làm được, có hiểu không nhỉ? Các bạn nhóm live viết có thấy hiểu không? Các bạn khác có thấy hiểu không ạ? Thực ra bài này bài khó, để mà các bạn hiểu được 100% thì cũng hơi căng, nhưng mà các bạn trong nhóm VIP chắc chắn là các bạn phải hiểu.